thực hiện việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An quyết định tạm thời chưa tổ chức học trực tiếp đối với học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông theo đó, các trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ tiếp tục dạy cho học trực tuyến kết hợp dạy cho học trên truyền hình và học trên YouTube Giáo dục Long An. Đối với học sinh cấp tiểu học và mầm non tạm thời chưa đến trường, học sinh tiểu học sẽ xem bài dạy trên truyền hình kênh YouTube Giáo dục Long An, cha mẹ chăm sóc các cháu mầm non tại nhà dự kiến sẽ tổ chức dạy cho học trực tiếp đối với học sinh trung học phổ thông từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 sau khi các em được tiêm vaccine phòng COVID-19. Riêng học sinh cấp mầm non và tiểu học sẽ trở lại trường khi điều kiện an toàn. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các đơn vị phải đảm bảo các điều kiện để nhà trường hoạt động trở lại như tăng cường vệ sinh trường lớp, đánh giá trường học theo các tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19, phối hợp y tế địa phương theo dõi việc tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ theo hướng dẫn Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường.